Bản tin sáng ngày 3 tháng 11 Ông Lý Khắc Cường từng biên tập sách cấm khi còn là sinh viên. Mỹ chung đàm phán về vũ khí hạt nhân trước cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden. Nga tập trung quân tại áp Abdiivka sau đợt pháo kích suốt 24 giờ liên tục. Điện Kremlin nói Ukraine ngớ ngẩn khi nói về chiến thắng trước Nga. Các hãng vận tải Ba Lan cố gắng ngăn chặn hàng xuất khẩu của Ukraine quân đội Israel vẫn tiến về Gaza theo 3 hướng, bất chấp các lời kêu gọi ngừng bắn. Nga di rời dân vì núi lửa phun trào Bão Siaran tan phá vùng Tây Nam nước Anh Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng ngày 3 tháng 11 của DKN. thưa quý vị, mặc dù đã được hòa táng, nhưng cái chết đột ngột của cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục trở thành một chủ đề nóng. Ông Vương Thiên Thành, một cựu giảng viên khoa luật tại trường Đại học Bắc Kinh và là giám đốc của Viện Chuyển đổi Dân chủ Trung Quốc, đã kể về ấn tượng của ông khi lần đầu tiên gặp Lý Khắc Cường và tiết lộ một bí mật rằng việc ông Lý Khắc Cường có liên hệ chặt chẽ với những người theo tư tưởng tự do dân chủ khi còn trẻ đã khiến cố thủ tướng này trở thành đối tượng bị giới cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh giác từ sớm. Nhiều người cho rằng, ông Lý Khắc Cường chứ không phải ông Tập mới là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc. Nhưng bằng nhiều lý do khác nhau mà ông Tập Cận Bình lại là người nắm giữ vị trí này. Và theo một thông tin mới được tiết lộ từ người trong cuộc, thì một phần nguyên nhân của sự việc này là do ông Lý Khắc Cường từng có mối liên hệ với những trí thức có tư tưởng dân chủ và cải cách. Vương Thiên Thành, cựu giảng viên khoa luật tại Đại học Bắc Kinh và là giám đốc Viện Chuyển đổi Dân chủ Trung Quốc, đã tiết lộ thông tin này khi đăng một bài viết trên nền tảng xã hội X vào ngày 2 tháng 11 với tiêu đề Một khía cạnh của Lý Khắc Cường. Vương Thiên Thành cho biết, ông đã gặp ông Lý Khắc Cường một lần vào cuối những năm 1980, không lâu sau khi ông bắt đầu học luật hiến pháp tại khoa luật của Đại học Bắc Kinh và đã giúp giáo sư Cung Tường Thụy sắp xếp một bản thảo không thể xuất bản ở Trung Quốc. Thông tin cho biết, Cung Tường Thụy là cựu giáo sư cao cấp về luật và khoa học chính trị tại Đại học Bắc Kinh. Ông sinh ngày 3 tháng 7 năm 1911 và qua đời vì bệnh tật vào ngày 3 tháng 9 năm 1996. Giáo sư Cung tin rằng Trung Quốc nên đi theo con đường dân chủ lập hiến thay vì thể chế như hiện tại. Vào những năm 1980, khi giáo sư Cung giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh, các sinh viên của ông lúc đó có cả Lý Khắc Cường. Ông Vương Thiên Thành tiếp tục chia sẻ rằng ông được gặp Lý Khắc Cường khi ông Lý đang là bí thư trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Khi gặp nhau, ông Cường mặc bộ vest màu xanh lam. Sau khi được giáo sư Cung giới thiệu ông Cường đã vẫy tay chào mọi người, kiểu chào thường thấy của một nhà lãnh đạo. Vương Thiên Thành cho biết, giáo sư Cung Tường Thụy là một trong những tri thức có tư tưởng tự do và có ảnh hưởng nhất ở Bắc Kinh lúc bấy giờ. Sau ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, giáo sư này là mục tiêu công kích của các chiến dịch chính trị nhiều thế hệ tri thức trẻ, sinh viên có tư duy đổi mới, thường xuyên ra vào nhà của giáo sư Cung. Và khi Lý Khắc Cường còn là sinh viên, đã cùng với một số sinh viên giúp giáo sư Cung biên soạn cuốn sách quan trọng nhất trong cuộc đời. Cuốn sách có tên tạm dịch là Hiến pháp so sánh và luật hành chính. Đây là một cuốn sách có nội dung so sánh hiến pháp với những điều được cụ thể hóa trong bộ luật hành chính, được xây dựng và thực thi ở Trung Quốc. Cuốn sách này của giáo sư Cung được cho là hoàn toàn tách biệt với hệ tư tưởng của nhà cầm quyền lúc bấy giờ. Ông mô tả các nguyên tắc và nỗ lực giải thích về các hệ thống chính trị hiện đại như các hình thức phân chia quyền lực, chính trị đảng phái và nhà nước pháp quyền. Trong phần liệt kê tên của những người đã giúp giáo sư Cung hoàn thiện cuốn sách thì Lý Khắc Cường là cái tên được đứng đầu. Ông Lý Khắc Cường sau này khi làm việc ở Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh Niên vẫn duy trì liên lạc với giáo sư cung. Vương Thiên Thành trong tư cách là một luật sư nói rằng những nội dung được mô tả trong cuốn sách mà ông Lý tham gia biên soạn có tác động sâu sắc đến ông và có lẽ nhiều những người khác đọc cũng vậy. Ông Vương Thiên Thành tin rằng việc ông Lý khắc cường không thể trở thành lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị thay thế bởi ông Tập Cận Bình, một hạt giống đỏ thế hệ thứ hai vào phút cuối có thể liên quan đến lịch sử tiếp xúc với tri thức tự do trong thời kỳ là sinh viên đó. Tình huống này có vẻ khá giống với trường hợp của Triệu Tử Dương, thủ tướng Trung Quốc giai đoạn 1980 tới 1987. Ông Triệu bị cho là đã học được quá nhiều từ phương Tây nên phải đề phòng ông. Và chính điều này dường như đã dẫn đến đoạn kết đau thương cho cố lãnh đạo này. Sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường bắt nguồn từ khi Đại hội toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007, khi ông Lý được coi là người có khả năng kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào. Ông Tập Cận Bình được coi là ứng cử viên sáng giá thứ hai, đại diện cho lợi ích của các thái tử đảng và thế hệ đỏ thứ hai. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cả ông Tập và ông Lý đều được bổ nhiệm vào thường vụ bộ chính trị, nhưng ông Tập Cận Bình là người đứng đầu. Vị thế của ông Tập và ông Lý đã bị đảo ngược. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức đưa tin vào ngày 27 tháng 10 rằng cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường qua đời vì cơn đau tim ở Thượng Hải lúc 0 giờ 10 phút. Tin tức này đã gây chấn động trong và ngoài nước và nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của ông ta. Dù cố gắng giải thích bằng nhiều lý do khác nhau, nhưng các chuyên gia vẫn luôn để ngỏ một giả thuyết rằng Lý Khắc Cường bị ám hại và hung thủ chính là những người lo sợ khả năng chiếm lĩnh quyền lực của Cố Thủ tướng Lý sẽ dẫn đến việc thay đổi thể chế chính trị vốn đang trên đà khủng hoảng tại Trung Quốc. Liên quan đến quan hệ Mỹ Trung, theo một quan chức chính quyền Mỹ, nước này đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán hiếm hoi về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Trung Quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nỗ lực tăng tốc xây dựng kho vũ khí nguyên tử của Bắc Kinh. Mục tiêu của các cuộc thảo luận cấp thấp dự kiến bắt đầu vào tuần tới, không phải là giảm quy mô kho vũ khí của Trung Quốc, mà thay vào đó, mục đích của họ là giúp chính quyền ông Biden hiểu rõ hơn về kế hoạch của Trung Quốc sau khi ngũ giác đài đưa ra báo cáo nói rằng Trung Quốc đang sản xuất vũ khí hạt nhân nhanh hơn dự kiến. Cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân này sẽ diễn ra khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco khi chưa đầy hai tuần nữa. Các phiên họp cũng đều bật việc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dần nối lại một loạt các cuộc trao đổi đã bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan, vấn đề thương mại và các vấn đề khác kể từ khi ông Biden và ông Tập gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali một năm trước. Tạp chí phố World đã đưa tin về cuộc đàm phán và cho biết phía Hoa Kỳ sẽ được đại diện bởi trợ lý ngoại trưởng phụ trách kiểm soát vũ khí Mallory Stewart và phía Trung Quốc sẽ cử ông Tôn Hiểu Ba, người đứng đầu Bộ phận Kiểm soát Vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến tham dự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cho biết vào hôm thứ Năm tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng hai bên sẽ tổ chức trao đổi về một loạt vấn đề. Vào tháng 10, Ngũ Giác Đài từng đưa ra một báo cáo cho biết Trung Quốc có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân trong năm nay và dự kiến có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng này được xem là nhanh hơn dự kiến trong khi đó Mỹ hiện tại có khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân. Mỹ cũng lo lắng trước cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ba bên với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán về việc gia hạn hiệp ước khởi đầu mới sẽ hết hạn vào năm 2026 và đang bị đình trệ do chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã chính thức ký luật thu hồi việc Nga phê chuyển hiệp ước, cấm thử hạt nhân toàn diện. Hiệp ước năm 1996 đặt ra ngoài vòng pháp luật tất cả các vụ nổ hạt nhân, kể cả các cuộc thử nghiệm trực tiếp vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, nó chưa bao giờ có hiệu lực vì một số quốc gia chủ chốt, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này. Tuần trước, ông Putin đã giám sát các cuộc tập trận tên lửa đạn đạo, điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói là diễn tập cho một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa, quy mô lớn, nhằm vào một kẻ thù giấu tên. Trong các phiên điều trần tại Quốc hội, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin, cho biết, động thái này hủy bỏ hiệp ước là một phản ứng trước sự hoài nghi và thái độ thô lỗ của Hoa Kỳ đối với vũ khí hạt nhân. Mặc dù chưa bao giờ có hiệu lực, nhưng thỏa thuận này đã được 178 quốc gia phê chuẩn, bao gồm cả các cường quốc hạt nhân Pháp và Anh, và nó cũng có giá trị biểu tượng. Những người ủng hộ thỏa thuận nói rằng, họ đã thiết lập một chuẩn mực quốc tế chống lại các cuộc thử nghiệm trực tiếp vũ khí hạt nhân. Nhưng những người chỉ trích cho rằng tiềm năng của thỏa thuận này vẫn chưa được thực hiện nếu không có sự phê chuẩn của các cường quốc hạt nhân lớn. Chuyển đến phần tin liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Các lực lượng Nga đang cố gắng tập hợp lại và khắc phục tổn thất gần thành phố Avdiivka ở phía đông của Ukraine, nơi giao tranh ác liệt diễn ra kể từ hồi giữa tháng 10. Phía Kyiv cho biết Động thái này xảy ra sau khi quân đội của ông Putin bắn phá 118 thị trấn và làng mạc của Ukraine liên tục trong suốt 24 giờ, và đây được xem là ngày pháo kích dữ dội nhất từng thấy trong năm nay. Các cộng đồng gần tiền tuyến ở phía đông và phía nam đã trở thành mục tiêu tấn công với 10 trong số 27 khu vực của Ukraine hứng chịu đạn pháo. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, các chiến đấu cơ của Nga đã thả vật thể nổ xuống các tuyến đường vận chuyển dân sự ở Biển Đen quân nga đang tiếp tục khủng bố các tuyến đường vận chuyển dân sự ở biển đen bằng hàng không chiến thuật các vật thể nổ liên tục được thả vào các tuyến đường có thể có tàu dân sự ukraine đang cố gắng xây dựng một tuyến đường vận chuyển mới mà không cần sự chấp thuận của nga để khôi phục hoạt động xuất khẩu quan trọng bằng đường biển của nước này tuy nhiên nga cho biết họ sẽ coi bất kỳ tàu nào cũng đều là mục tiêu quân sự tiềm năng sau khi nước này rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian trước đây. Tin tiếp theo, hôm thứ Năm, người phát ngôn Điện Kremlin đã cho biết, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã sai khi nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang chuyển sang một giai đoạn chiến đấu mới, trong khi Điện Kremlin cho rằng Nga sắp đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Khi được các phóng viên hỏi liệu ông Salus Honey có đúng khi nói rằng cuộc xung đột đang đi đến bế tắc hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói, không, nó chưa đi đến bế tắc. Ông Peskov cho rằng tất cả các mục tiêu của Nga sẽ đạt được và cho rằng thật là vô lý khi Kyiv nói về chiến thắng trước Nga trên chiến trường. Ông Peskov nói thêm, chế độ Kyiv từ lâu đã cần phải hiểu rằng ngay cả việc nói về triển vọng chiến thắng trên chiến trường cũng là vô lý. Nếu chế độ kỹ càng sớm hiểu được điều này thì một số triển vọng sẽ càng sớm mở ra. Trước đó trong một bài phân tích của ông honey được đăng tải trên tờ báo The Economist, vị tư lệnh của Ukraine này đã nói rằng cuộc chiến đang hướng tới một giai đoạn mới của chiến tranh dai dẳng và tiêu hao, một giai đoạn có thể khiến Moscow xây dựng lại sức mạnh quân sự của mình. Tổng tư lệnh Ukraine nói rằng cuộc phản công kéo dài nhiều tháng đang dần chuyển sang hình thức thế trận giằng co và thừa nhận cả hai bên đã đạt đến tình trạng bế tắc tương tự như đã thấy trong Thế chiến thứ nhất. Chuyển sang một diễn biến khác. Các hãng vận chuyển ngũ cốc của Ba Lan đang cố gắng ngăn chặn hàng xuất khẩu từ Ukraine và họ đưa ra các thông tin về việc chuẩn bị phong tỏa một số trạm kiểm soát biên giới với Ukraine trong thời gian 2 tháng. Cụ thể, nỗ lực này đến từ các hãng hàng không của Ba Lan và họ công bố thông tin về một đợt phong tỏa tại các trạm kiểm soát ở biên giới với Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tái thiết Ukraine Sekhi Dekat đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Ford rằng chính phủ Ba Lan đã nhận được danh sách các yêu cầu của người phản đối thông qua Đại sứ quán và hầu hết các yêu cầu đều không thể thực hiện được. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức từ chính phủ Ba Lan về việc đóng cửa biên giới. Tương tự, phía Ukraine hiện cũng chưa có thông tin về trạm kiểm soát nào mà người dân đe dọa phong tỏa. chuyển sang điểm nóng Trung Đông. Quân đội Israel vẫn trên đà tiến về phía Gaza, bất chấp việc Mỹ và các nước Ả Rập tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ít nhất đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo và giúp đỡ dân thường. Cách đây hai ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị việc tạm dừng nhân đạo, trong khi hàng trăm người mang hộ chiếu nước ngoài và người Palestine bị thương lần đầu tiên được phép rời khỏi Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ trở lại khu vực này vào hôm nay. Về phía các nước Ả Rập, bao gồm cả những nước liên minh với Mỹ và ủng hộ Israel, cũng đã bày tỏ sự phản đối ngày càng tăng với cuộc chiến. Jordan đã triệu hồi đại sứ của mình ở Israel và yêu cầu phái viên của Israel ở lại nước này cho đến khi chiến tranh tạm dừng và chấm dứt thảm họa nhân đạo mà họ gây ra. Một nguồn tin cho thấy có hơn 3.600 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong 25 ngày giao tranh. Khi các vụ đánh bom đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, lương thực, nước và nhiên liệu thì đang cạn kiệt. Tuy nhiên quân đội Israel đã tiến vào Gaza với số lượng lớn hơn sau 3 tuần không kích dữ dội, phá hủy toàn bộ khu vực lân cận và khiến hơn một nửa dân số 2,3 triệu người của lãnh thổ này phải rời bỏ nhà cửa. Mỹ mặc dù đã cam kết hỗ trợ vững chắc cho Israel khi nước này tìm cách chấm dứt sự cai trị của Hamas ở Gaza. Nhưng các quan chức tòa Bạch ốc cho biết, việc tạm dừng giao tranh cho phép thêm viện trợ vào Gaza và tạo cơ hội cho nhiều con tin được giải thoát. Việc mở cửa khẩu Rafah diễn ra sau nhiều tuần đàm phán với Ai Cập, Israel, Mỹ và Qatar. Đây là lần đầu tiên có người được rời Gaza, ngoài những con tin đã được thả và giải cứu trước đó. Theo một nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, quân đội Israel đang tiến quân trên ba tuyến đường chính, một tuyến tấn công từ góc đông bắc của Gaza, một tuyến khác ở phía nam thành phố Gaza cắt ngang lãnh thổ, đến đường cao tốc chính Bắc Nam, tuyến thứ ba từ góc Tây Bắc của Gaza. Theo hướng này, quân đội Israel đã di chuyển khoảng 5 km xuống bờ biển địa Trung Hải, đến vùng ngoại ô của trại tị nạn Sati và Jabalia ở rìa thành phố Gaza. Các cuộc không kích vào hồi đầu tuần đã phá hủy các khu trung cư ở Jabalia, nhưng vẫn chưa rõ số người chết và bị thương. Israel cho biết các cuộc tấn công đã tiêu diệt phiến quân và phá hủy các đường hầm của Hamas. Hôm qua quân đội Israel cho biết các chiến binh Palestine đã bắn tên lửa chống tăng, kích nổ thiết bị nổ và ném lựu đạn về phía họ. Và các binh sĩ Israel đã bắn trả với sự hỗ trợ của pháo binh, trực thăng và tàu hải quân. Hàng trăm nghìn người Palestine vẫn đang kẹt trong giao tranh ở phía bắc Gaza, bất chấp lời kêu gọi liên tục của Israel về việc yêu cầu họ sơ tán khỏi khu vực và tiến về phía nam lãnh thổ. Thương vong của cả hai bên dự kiến sẽ tăng lên khi quân đội Israel tiến về phía các khu dân cư đông đúc của thành phố Gaza. Và các quan chức Israel vẫn khẳng định cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas tập trung ở thành phố này và họ lên tiếng cáo buộc Hamas đang ẩn náu giữa dân thường. Chuyển đến một tin nóng đáng chú ý khác những cột cho bụi khổng lồ phun trào từ ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất châu lục Á Âu, buộc chính quyền phải đóng cửa trường học ở hai thị trấn trên bán đảo Kamchatka, nơi vốn có dân cư thưa thớt của Liên bang Nga. Giới chức địa phương cho biết, các vụ phun trào từ núi lửa Kaliuchevskaya Sopka đã khiến cho bụi bay lên cao hơn 10 km so với mực nước biển. Chưa có báo cáo về người bị thương, nhưng để an toàn, các quan chức đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở Ust, Kamchatka và Kaliuchi. Thị trấn Kaliuchi nằm cách núi lửa khoảng hơn 20 km và Ust-Kamchatka thì cách đó khoảng 40 km. Những thị trấn này có số dân trên dưới khoảng 5.000 người. Ngọn núi lửa có chiều cao hơn 4.600 m này đã hoạt động trong những năm gần đây và bắt đầu phun trào dung nham vào tháng 6 năm 2023. Bán đảo Kamchatka kéo dài ra Thái Bình Dương, cách Moscow khoảng 4.000 dặm về phía đông nơi đây nổi tiếng với nhiều núi lửa đang hoạt động và cả không đang hoạt động, với nhiều mạch nước phun và hệ thống suối địa nhiệt. Tin tiếp theo, những cơn gió có vận tốc khoảng 120 km h và mưa cực lớn đã tàn phá nhiều vùng phía tây nam nước Anh khi bão Ciaran đổ bộ vào các vùng đất rộng lớn của Vương quốc Anh. Hàng trăm thường dân đã phải đóng cửa, đường xá cũng bị đóng cửa, các chuyến bay, xe buýt và đường sắt bị gián đoạn với những cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng. Đến hôm qua, cơ quan môi trường đã đưa ra 65 cảnh báo lũ lụt cho nước Anh và 156 cảnh báo lũ lụt Wales. Mực nước sông ở vùng cực Tây Nam của nước Anh có thể đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó có khoảng 10.000 ngôi nhà ở đây đã bị mất điện. Trước đó, các cảnh báo do Tổ chức Nghiên cứu Lốc Xoáy và Bão Toro đã được đưa ra. Nội dung cảnh báo cho biết, nguy cơ lốc xoáy cao nhất sẽ xảy ra ở vùng Nam Wales đến London đã có báo cáo về một số nhà dân bị tốc mái và họ đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Đường sắt tuyến Đông Nam cảnh báo hành khách không nên di chuyển và mọi thứ sẽ gián đoạn ít nhất đến hết hôm nay. Ở miền Bắc nước Pháp, cơn bão Ciaran đã khiến một người thiệt mạng và 1,2 triệu hộ gia đình không có điện hôm thứ năm. Trong đó, các khu vực ở Brittany và Normandy ở mức cảnh báo đỏ do gió mạnh và phần còn lại của vùng Tây Bắc ở mức cảnh báo màu cam. Với tốc độ gió hơn 160 km/h đã được ghi lại. Thưa quý vị, bản tin sáng của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.